rồi đợi tới cuối cùng rồi tới chiều nó phải về rồi mình tính bút cho người ta ăn uống, người ta ăn thịt trâu á sao không ăn mà cho người ta không ăn. Mà còn chú đổ luôn. Đó, đó, đó. Ừ, làm ly nữa. Làm hai ly nữa đi. Đăng ký đăng ký tên đài được không cưng cha? Dạ được. Đây có hai người đàn ông bé nè. Đây một ông bên kia nhau. Đăng ký không cưng ghi tên vô luôn. Vậy là cô đó là có xuống nhà ở ngoài rồi. Có rồi nhà. Dạ rồi bẻ me gì ạ? Thì mấy bà bẻ me mà tao đâu có để gì bà me đâu, một năm tao bán 4-5-6 triệu đó. Dạ. Trời ơi. Mà mấy bà bẻ cũng một bọc vậy nè. Dạ. Ngoài cái sự việc không mà. Cái sự việc sao mà ông ngoại với cô đó là không có đến với nhau được. Thì nói chung là tao đầu tiên thì tao chọn cái bà ở quận 12. Dạ. Quận 12 rồi đó là cái bà đó là bà đòi nhỏ nó không chịu, ổng ghê lại hoài mà tao không có biết cái nhà nó đâu nữa. Dạ. Mà nó dám nói vậy đó. Dạ. Dạ, ông ngoại ơi, tụi cháu mấy anh em tụi cháu xuống đây nè. Bây giờ những cái lời gì của ông ngoại nói, ông ngoại chia sẻ lên kênh của anh em tụi cháu. Thì những cái lời này là ông ngoại nói thì ông ngoại hoàn toàn xác thực là lời nói chân thật. Và ông ngoại hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tao chịu trách nhiệm hết trơn. Tao nói gì là dạ, nó, dạ. Tao không bao giờ mà tao nói gì mà dạ. Nó sai. Dạ. Bây giờ những cái điều gì mà ông ngoại nói rồi đó, con cháu cứ việc kiểm coi có đủ gì không. Dạ. Dạ thì nói chung là anh em của con xuống đây thì muốn xác minh cái câu chuyện đó thôi. Ừ. Thì với lại là để cho ông ngoại trực tiếp ông ngoại trả lời để mà cho khán giả hiểu được là những cái thông tin đó là sai sự thật. Đó chứ không phải những theo những gì người ta nghĩ xấu ông ngoại. Thì ngày hôm nay tụi con xuống để mà quay cái những cái gì mà trong ngôi nhà của ông ngoại xong. Ừ. Về thì tụi con cũng xin phép đi về. Ừ. Đó tại vì nói chung là ngày hôm nay muốn anh em muốn mục đích xuống đây á là để cho ngoại nói lên cái những cái gì mà người ta nghi quan cho mình để xác minh lại thôi. Chứ cũng không muốn mà đi sâu cái câu chuyện này để mà hai bên gây tranh cãi. Đó, nên là những cái khi mà phía những người con của ông ngoại á thì cũng có muốn là kiện ra những cái kênh đó. Để mà những tin đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến gia đình. Ừ. Đó thì anh em của con thì cũng muốn chỉ xuống đây để gặp ông ngoại trực tiếp vậy thôi. Thì bây giờ là ông ngoại cho tụi con quay là những cái gì mà cái người kia nói là nhà ông ngoại không có biết rồi, những tin đồn cho ông ngoại. Rồi rồi con dạ. Cái gì để tự rồi quay cho ông ngoại. Dạ ông ngoại dẫn cho con đi đi. Rồi rồi. Thì đây là cái trước nhà này cả nhà. Đâu cái bếp đâu? Người ta nói là ông ngoại không có cả bếp nấu cơm nữa. Giờ ta nấu người hồi cơm điện không có ngoại. Ôi. Nhà này không bếp nè. Là tại vì ông ngoại không nấu thôi chứ ngoại không bếp. Ừ, đó, có bếp không? Dạ. Đó. Đây nè. Đầy đủ của chú chị. Đây là bếp củi. Ông ăn cho điện rỗng ông chị. Dạ dạ dạ. Khoan khoan để quay chút xíu. Nó mày nhóc rồi chứ không phải mày nhóc luôn á. Má nhóc tiền lắm ơi. Mượn má ông ngoại đi. Ông ngoại cho con mượn má. Đây con gọi với. Ai như thế nữa là biết chứ. Tôi ở nhà thiệt mà tôi biết chứ. Mà tại sao mà cái người mà mới đăng lên sao lại khác, tại sao cái kinh khác, mà tại sao mà nghe một ý một chỉ là cái gì cũng như ghi âm lại thôi. Mà tại sao mà nghe một ý một nè. Mà tại sao đi nói ổng không còn cái đúng gì hết. Thì nó nói cái gì không. Nếu có, giờ bây giờ cháu lại quay cho mình. Nói không có so, không có bếp, không có... Còn tụi em là người đi đến đây là coi như là công tâm. Tại vì thấy là lên nó nói xấu ở ngoài quá trời. Quá trời, không còn cái gì. Các cái kênh nó nói với ông, không có gì hết. Mà nó kém. Bây giờ bực xúc quá trời, tôi đang ánh vỗ dưới. Mà tôi nghe, tôi mấy đứa em nó nói cái tôi chạy lên thiệt tình. Bây giờ ghi tiếng đi. Ghi tiếng chị cứ chia sẻ cho em ngoại thôi. Nếu mà chị không ghi hình thì chắc nhận nói nữa, nhưng tôi không sợ mà tôi ghi hình lên rồi nói ghi tiếng thôi. Thôi đừng ghi hình, ghi mặt tôi sợ quá. Thiệt tự cả tôi thấy chàng lan ghi rồi bây giờ đi ra tôi nói thiệt với chị, ai cũng nói là con ấy mà sự thật ba tôi ổng cũng không có nói dối gì hết. Dạ. Bây giờ nói cho ngoan thiện nhỏ em dâu tôi nó báo đồ đây nè. Dạ. Thì đó đây chị chứng kiến đây là ở mình ơn sự thật, cái đó là xác định là ở mình ơn sự thật nè. Rồi cái ruộng đất đó ba tôi nói thì cũng đúng chứ không có sai. Đó.
Rồi cái chuyện mà ổng kiếm một người được, tại anh em tôi nếu được là dì bé đó, là tôi rất hân hạnh. Không có đó tôi nói bằng sự thật. Nếu mà được dì bé về đây anh em tôi ủng hộ, không có gì hết. Mà còn cái này dì sau này là đằng này nhân quá đại, không có chấp nhận, không biết luôn. Đó là cái chuyện là đằng này bức xúc cái chỗ mà tại sao mà cái gì đó cũng vậy. Bả nói cái tiếng nói á, cái gì ở cả năm á, bả nói á là về với ba mà nếu mà có đói khổ gì á thì cũng ôm với nhau mà chết nữa. Mà bây giờ chưa gì trơn á, nói ba không có ba ổ bánh mì á là ngầm khi ba thì bây giờ tôi nói ổng muốn ổng còn nữa. Bà nói ông ngoại là mua bánh mì ăn mà không mua cho bà ăn. Trời đất ơi, trời. Cảm ơn, rồi em có đói bụng thì em xuống em mua đi. Đó, vợ và ông ngoại phải tính chính cái đó. Để chống lại bà. Bà vậy nói sao mà nói con cái bỏ bê là cái bà sau này mới bỏ là không có lợi đó. Là nói bỏ bê. Mà bữa đó mấy đứa đâu có đợi cái bà sau này nè. Cái lúc đầu á, cái gì ai đầu không đồng ý cái bà sau này nói lại cho chấp nhận hết. Bởi vì mà ghi âm mà dám đưa lên, tôi nói thiệt bây giờ muốn đi tòa vậy không, tôi nói thẳng luôn. Cái người á, cái thằng mà làm kênh đó đó, bây giờ nó muốn kênh nó bao nhiêu rồi, bao nhiêu sốc rồi, muốn câu view câu like gì á phải tính chính hai bên lợi. Chứ đâu phải nghe một bên ai dụ ai có cá nhân gì chút xíu. Ta lên ta nói cái đầu ghi được tăng lên mạng. Bây giờ anh chị với ông ngoại không lên á là người ta sẽ ghi âm nữa. Đâu phải muốn ghi âm người ta lên mạng là ghi đâu. Bởi vì cho nên tụi em tới đây nè là coi như gia đình mình, ông ngoại với tất cả mấy anh chị em mình đó, ông ngoại đã lên tụi em tới đây xác thực rồi thì cứ việc nói lên sự thật, cứ bây giờ không nói thì những người khác họ sẽ tràn lên, họ sẽ nói trời ơi tôi không nản mà tôi lên tới tôi cầm tới cái thằng mà nó ghi âm nè, tôi cầm lên tới nó luôn, tôi nói thiệt chứ chị. Nói chung là bây giờ nó muốn cái gì, nó muốn ghi âm là muốn nói xấu ai, muốn đưa lên mạng mình ở đứng chính đâu bỏ gạt đó. Cái mấy anh em này nè là cũng chưa thấy bức xúc vậy đó. Trời, nói là tao đưa lên anh em đây nhưng mà mình nói là nó cái bức xúc cái thằng mà đưa lên á ghi âm mà không có thực tế. Bây giờ mình ví dụ như mình cái đó sai sự thật á, mình cứ lên trình báo công an thì cơ quan nó về làm gì cái thằng đó à? Không biết thằng này anh em không phải là không biết chuyện mà để im như vậy mà tao để cho mày chứ thế nào? Đủ mắt tao chụp cái đầu mày á, nó đun cho điện nó bị lên mạng thì muốn mày muốn nói xấu ai mày nói, thế mà mày muốn cái gì? Cái chủ YouTube là nó quản lý cái kênh này, cho nên nó biết nó là thành ra bữa đó, từ lúc mà đi lên cảnh xin cái giờ về á là kết thúc tôi mới chia tay rồi, hai người dắt về rồi là đâu thấy ông ngoại lên tiếng đâu. Bà bên kia ngày mỗi ngày nào nó cũng lên luôn, bà đó bả lên liên tục luôn. Đang tùm lum lên bây giờ sẵn cái việc này tôi cũng nhờ anh em tôi khỏi điện chú Phúc với chú Nghĩa, bây giờ em sẵn nhờ cái kênh này thì tôi nhờ về chuyện nói gì tôi thì không có mà cái số điện thoại của chú thấy đó mà cũng nói cũng chưa điện lần nào ha, là tôi nhắn gửi là nói với chú Nghĩa chú Phúc thôi cái chuyện qua rồi thì gỡ dùm cái mạng đó xuống dùm cho anh em tụi tôi ha. Tôi yêu cầu chú Nghĩa với chú Phúc á là gỡ xuống hết đi hình ảnh của ba tôi á, thì gỡ xuống luôn, tôi rất là cảm ơn ha, cái chuyện đó trước nhất là tôi rất cảm ơn với chú Nghĩa là chủ yếu là kết nối cho ba tôi thôi, là có cái chuyện đó là đúng chứ không có sai đâu. Dạ đúng. Còn mấy cái người sau này nè, mấy cái thằng mà tôi nói thẳng luôn, mấy cái thằng luôn, mấy cái thằng mà những trẻ mà nó nghe một bên mà nó ghi âm mà nó làm như vậy á, là tôi nếu mà nó không gỡ cái mà hình ảnh xuống nè, là tôi cầm tới nhà nó muốn đứng trước bóng ngựa không, tôi nói thẳng như vậy đó. Đó thì tôi ý kiến tôi nhiều đó. Giờ thì gia đình có ý kiến lại cho ngoài thì cũng chính đã. Thì cái chuyện ba tôi nói cái chuyện bắt cá dí đây nè, như bạn nghe ổng nói lên chị đây nè, là như truyền đây nè, qua đây sáu mét chạy dài là bằng sự thật tôi nói. Đó thì cái nhà thì như ba cũng cắt hơi cũ thì từ đó thì chị em xuống thì nhìn thấy chứ ở mình hơn đâu. Nói chung là cái nhà này cũng không có tiền. Bây giờ mấy cái chuyện đó là nãy giờ em hỏi rồi và cũng như tụi em thấy rồi và có người quay hình rồi. Bây giờ chỉ muốn là gia đình mình á là người góp ý một tiếng để mà đính chính là cái câu chuyện mà người ta bị đặt ông bác là đừng mà giá đâu pha mà chọc ghẹo á, chứ là cái chuyện mà nhà cửa mà con cái bỏ bê thì mọi người người đính chính một cái thì tụi con cái là xong. Cái này là con cái là không có bỏ bê cha. Dạ. Còn chung không có đứa nào mà đứa nào có chạy giỏi lại cái lúc mà cái gì giờ nó xuống thôi. Tại cái gì nó xuống thôi là được, ở đây người ta không chịu, thành ra con cái không có ai lợi hết. Dạ. Mấy người bái mấy nó xấu hả? Đó còn mấy cái người mà ở dưới này điện lên á,
thì tôi nói đánh chính mấy cái người đó nha, có ăn sao nói vậy, tôi nói thẳng luôn. Dạ. Cái người mà nói ba tôi á, ổng uống thuốc gần đêm, ổng mò mẫm sáng đêm không, mấy bà đó không ngủ được á. Dạ. Tôi nói thẳng cái người đó đó có nằm dưới sàn ổng không mà biết ổng uống thuốc một đêm ổng mò mẫm sáng đêm. Dạ. Tôi nói thẳng với cái người đó mạnh như vậy đó, cái người mà nói ổng là heo nập á. Dạ. Là dạ. Tôi nói đánh chính là cái người đó đó. Đó là những cái gì mà tụi con muốn xuống đây để mình đi. Mà không như gì, chế nói như vậy đó. Dạ. Tôi có gì muốn có đưa lên thì được. Dạ, chế nói thẳng cái người đó có nằm dưới sàn không mà đi nói thẳng là con heo nọc. Cộng đồng mạng người ta bình luận ta không biết chứ có gì không bình ẩn đỡ gì mà tới cha nói tại gì vậy. Biết sao ngay từ đầu á, cộng đồng mạng người ta cứ nghe theo bên kia không à. Người ta nghĩ gia đình mình xấu nên là bây giờ tụi em muốn xuống đây để mà trực tiếp gặp gia đình mình để mà đưa lên cho mọi người hiểu được một là cái diện giao trong hoàn cảnh gia đình mình sao. Chỉ là nếu đó mà nằm ở dưới sàn mới biết ổng trên đi mấy cái rồi ổng lại heo nập như thế nào. Dạ. Ổng quá đáng ý con như là ba đáng tôi đứng ơn ở mình ơn nhậu kim hôm cũng như con cái thì sang ban tiệc. Dạ. Mà kim hôm đóng trực tiếp thành ra ba ổng muốn kiếm một người và bầu bạn mình đi một hôm đó rồi thành ra mới lên trên chú Phúc chảnh á. Dạ. Ấy rồi mới như vì hai lúc đầu á thì đây ai cũng chấp nhận hết. Dạ. Còn cái gì sau này nè, bà nói là con cái bỏ bê là người sau này là không ai chấp nhận, thành ra con cái không ai lợi. Ừ, không ai lợi thôi. Đó, có cái gì đâu mà theo mới lợi con cái gì mà mấy người mà nói ba cũng cái gì mà đấy là con cái gì ở cả năm bà tôi muốn không sống sao đó chẳng á, bà muốn không? Dạ. Nói cái nào phải cho thực tế mới có lợi dây lát à, mà bà chưa chân bà biết cái hoàn cảnh của ta, con cái bà như thế nào? Dạ. Có xác thật chưa? Dạ. À, nói là em đang chứ đến chứng cho nó kỹ chứ chưa chân tung lên mạng cái dựng tung lên mạng tôi nói thẳng á là cái cậu mà làm cái clip sao đấy tôi nói thẳng là muốn đi tới đâu tôi đi tới đó đó. Yeah. Ha nó được cái kênh nó được bao nhiêu sốc bao nhiêu ngàn người rồi. Yeah. Mà nó làm vậy hả cái gì đưa ai dạ. Dạ anh chào anh. Cái này là bên Láng lên bên Phúc Nghĩa. Rồi diễn mạng luôn. Bây giờ tôi nói với chị nè, cái chuyện đệ tư người ta nhiều. Dạ. Con cái ở nhà là bạn người ngoài người ta nói cho con nghe. Tâm lý. Còn cái này mà người ngoài mà nói cho cậu đó. Anh cứ góp ý, anh cứ góp ý. Anh cứ góp ý, anh cứ góp ý vô tại mình người nhà. Mình nói về đứng chính lại cho ngoài bảy chị ba bảy đứa nào muốn góp ý gì ra nói cho mình trong gia đình có quyền. Ừ. Dạ. Nói đi. Bây giờ tôi cũng không có ý kiến gì nhiều mà tôi cũng gợi ý đồng mạng ở nhà cộng đồng mạng đi còn không cộng đồng mạng những người làm biết nào. Dạ. Cũng như làm Phúc Nghĩa. Dạ. Hay làm Quy. Dạ. Rồi ta cả mấy người mà tưởng là tung tin lên mạng á. Dạ. Đề nghị là chấm dứt dùm cái là từ lúc gửi anh lên nữa đó. Đó. Nếu mà anh em tôi mà nếu mà có chuyện gì là anh em tôi tới chỗ là nếu là nhờ cơ quan chứ nhờ hiểu. Cơ quan nhờ cơ quan pháp luật luôn đó. Ờ là tôi nhấn mạnh chỗ đó. Dạ. Nếu mà mấy thằng mà đưa lên tâm cái chung chưa đó. Mà có một phía mà cái tin là không có xứng đáng. Dạ. Không xác thực sai sự thật. Sai sự thật đó. Đó đó là chúng tôi là có thể là anh em tôi là lên tới chỗ. Ừ. Hội nhà công an là chính quyền địa phương là tại sở tại đó người ta làm việc. Dạ. Chứ không phải là anh em tôi là con của ba tôi là tôi ý kiến gì thôi. Dạ. Giờ mà mấy anh mấy chị với em là đăng lên vậy cho tôi thì nhóm của anh em của em ở xuống đây cũng mục đích là rất là mừng để gặp được gia đình tất cả mọi người. Ừ. Để mà cùng nhau chia sẻ cái clip này để cho mọi người hiểu được. Còn mấy người mà nói xấu ba tôi lên là điện thoại mà nói tung tin lên về trường hợp ở dính B với Hòa Hương đó. Dạ. Thì có thể là tôi từ từ tôi gặp mấy người đó. Dạ. Yêu cầu cái tên Quy Đặng, cái tên Quy Đặng á là phải gỡ YouTube liền. Thì tên Quy Đặng á. Tôi yêu cầu cái tên Quy Đặng đó là phải mở gỡ hết cái mà YouTube liền cho tôi. Còn nếu mà không ấy là anh em tôi lên tới nơi sẽ ra pháp lực. À, tôi có nhiều ý kiến tôi nhiều rồi quá bức xúc rồi đó. Dạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Thì tôi đã nhắn mạnh lên tôi cũng gửi lời ra đây là đăng lên tôi là
ý anh em nguyện vọng tôi là vậy đó. Dạ. Mà nếu mà làm sai sinh hoạt quá đang càng ngày càng nghèo thì chúng tôi là lên tới chảnh là cơ quan ông mai người ta giải quyết. Tại vì á, bình thường á mình nghĩ là bình thường á là ông bác chỉ muốn là ông ngoại chỉ muốn lên đây để mà kiểu giống như là tìm một bầu bạn cho mình thôi. Nhưng mà không ngờ cái chuyện nó đi quá là xa, người thiêu dịch cho chuyện rồi bị đặt sai thông tin thừa thật. Nó khiến bây giờ đăng này á, cho cái kiến xấu hoài là nó xấu, muốn đăng lên là đăng đâu. Dạ đúng. Nó xấu hoài, nó xấu được là nó ăn ai đăng là đăng ai là cũng được sao? Nó gì gì đâu, còn được pháp gì đâu, nó làm được bao nhỏ. Cô nói với cái kênh Khám Phá 7. Tôi yêu cầu cái kênh đó Khám Phá 78 này phải là nhấc cái clip của ba tôi đó xuống liền. Đó, tôi quá bức xúc rồi. Có nghe một phía một à. Đúng ra ta muốn đăng lên mạng thì cũng phải hai phía. Đức thật sao như thế nào phải đưa lên chứ có ở đâu mà nghe một phía mà là ghi âm chứ không có được trực tiếp. Bây giờ cái người mà điện là cho mà cái kênh 78 này là nếu mà điện cho số điện thoại đi, tên tuổi cho số điện thoại lên đi. Tại sao mà không dám cho số điện thoại mà đi nói xấu người ta? Rồi đó, tôi có ý kiến nhiều đó. Trời, yêu cầu cộng đồng mạng là phải gỡ cái YouTube đó xuống. Chứ giờ không có được. Vậy thì yêu cầu bên chú Phúc cái nghĩa luôn. Không có ra chơi sống đó thật á. Là Phúc Nghĩa là cái gốc. Phúc Nghĩa cái gốc á, là chế như sự thật trước là cảm ơn chú Nghĩa chú Phúc. Không cái nào xáo nói với đến chính nghe. Dạ dạ. Còn nói chú Phúc chú Nghĩa dùm ơn gỡ cái YouTube hết xuống cho chế đi. Đừng có đăng không lên nữa. Cũng tội rồi, lớn tuổi rồi, đừng có để vậy con cái, tội nghiệp cho con cái sau này. Con và cháu luôn. Dạ. Đó, chế yêu cầu bao nhiêu đó thôi. Đó. Những kẻ giấu mặt đó. Những kẻ giấu mặt. Dạ. Những kẻ giấu mặt nó điện, nó nói được mà cuối cùng xưng. Nè, xưng cái số điện thoại nó giấu, nó không cho số điện thoại đưa lên. Mấy người đâu, người giấu xa. Thì tao mới nói cái kẻ đó, chỉ nó nằm dưới sàn á. Nó nói ba là có xác thực chứ đâu. Trong này heo nọc, có xác thực được không? Chỉ nó ghi âm thôi. Chỉ là mấy cái người nói dụ ba ông heo nọc với cái mà chơi dần đêm bao nhiêu cái đó với mò mẫm sáng đi mẫm bà nào chịu nổi hết thì cái kẻ chỉ nằm dưới sàn ổng là mới biết chính xác như vậy thôi. Tôi có bao nhiêu lời đó. Dạ cảm ơn cả nhà. Thì tụi con là muốn đi ngày hôm nay xuống đây cũng vậy, là những gì mà xuống đây xác minh xong, sau khi muốn dàn xếp cái câu chuyện này cho xong, đừng có những người mà đưa thông tin sai sự thật lên. Tại vì thấy ông ngoại cũng rất là nghiệp, đi lên chợ đường xá xa xôi đi lên rồi xong bây giờ đi về đây thì cũng không biết gì hết trơn. Rồi người ta cứ liên tục người ta lên người ta nói, rồi khi giờ cộng đồng mạng người ta cứ thiên về một đó, cái người ta bình luận người ta chỉ trích gia đình rất là nhiều. Thì đó người ta không biết, người ta phải người ta ta thấy đăng gì người ta thấy đăng gì bắt đầu đăng tiếp mà hoài đó, trong góc nó đâu có biết gì hết. Dạ. Chỉ là nghe một phía thôi. Bốt không vô đây nè, đứng cái gì đó là ngày hôm nay thì anh em con xuống đây cũng muốn là ghi hình ông ngoại với lại gia đình, rồi xong thì chia sẻ cái clip này lên để cho khán giả người ta hiểu được cái gia đình mình. Rồi đó thì cũng như là nãy giờ gia đình cũng yêu cầu là những cái số kênh mà đăng thông tin sai sự thật á thì rồi sẽ gỡ clip. Gỡ clip liền. Đó thì cũng như là ngày hôm nay thì cũng xuống đây rồi thì những gì anh em đăng lên cũng như là những cái gì lời nói của anh em sẽ chịu trách nhiệm. Đó anh em con sẽ chịu trách nhiệm. Rồi đúng rồi đó. Với chú Trần trên những cái clip mà nó nói là tôi không có mà nói có. Dạ. Nó nói là bếp nút không có, son bọng không có. Đó mấy cháu là thấy có không? Mà dạ. Nó nói tôi còn nói anh em bỏ bê. Bây giờ là nếu mà anh em bỏ ra không có. Rồi có không? Điện trong vòng 3 tiếng hồ không lại là 40-50 con dàn con dòng cháu là có 40-50 người luôn đó. Dạ. Nó bỏ bê là bỏ bê sao? Nó lên mạng nó nói là nó nói bỏ bê. Mà cái này tại cái gì ở ngay năm á thì anh em không có tính chấp nhận. Dạ. Không có chấp nhận thấy là ủng hộ được. Còn cái gì ở phải cái gì ở gì đầu tiên á. Gì đầu tiên là ai cũng chấp nhận chơn. Là cũng có lợi mấy người bị gần gần đây là gì ở ngày 2 có nói gì xấu là mấy anh nó sao lợi đó như gì hai hổng ra con nó đã thấy con đâu đó gì hai lợi. Bà lên nó là gì hai á nó nói gì sao. Dạ. Mấy người là biết nhận xét rồi dễ hiểu rồi. Chứ lên mạng người ta cũng đâu muốn có nhiều mà cái kênh này quá trời, kênh số 78 này. Rồi cái mấy cái thằng mà điện á, mấy cái thằng mà thằng 60, ông 60 tuổi á, nó thằng thì quá đáng bị nó hổng với ông già mình mới kêu thằng thôi. Với ông Hòa Hưng á. Thì tao nói thì chỉ có cái là cái đó là nó nói chuyện là đó là mấy người đó là không nó nói là nó nói cái gì mà mình nghe cái từ lại nói đó, nó cũng người cũng nó không có trang quái. Dạ.
ông già đây là cũng như cho cũng như là lớn này, lớn tuổi hơn nó mà nó kêu à, tên bọng rồi nó hút cái chữ nó dạy luôn đó, nó lên nhận xét người ta, nó có được cái gì đâu mà nó nhận xét người ta đó. Chứ không phải nó tốt gì đâu mà đấy, rồi nó nói chuyện thùng the còn mấy mình nói riêng chuyện vợ chồng, nó biết cái gì mà nó kể ra. Thì tao nói chỉ là nằm dưới sàn đó, nó mới biết cái chuyện rồi tao lộn coi. Ờ nội cái này mình nhận xét cái đó thôi là mình biết rồi, có cái dạng thôi là nó dạ với nó lại bây giờ con xin góp ý gia đình vậy với lại ông ngoại đi. À, qua cái câu chuyện mà nó lùm xùm gì nè thì ông ngoại thấy cái sức ảnh hưởng mà khi mà đi lên tìm vợ trên mạng chưa ông ngoại? Thì tôi cũng đầu tiên thì tôi cũng tính đâu mà lên đó rồi để mình kiếm một bà để kết nối yêu thương đó. Kiếm bà về hữu hỷ trong lúc tuổi già. Bởi vì ở mình nên là thấy nó hiu quạnh quá đi, mà ở đây đó thì nói chung là mình cũng đi kiếm mấy bà mà giá mà bộ mình coi. Nhưng mà mấy bà nói thôi bây giờ anh về đây anh ở đi, tôi về anh thương tôi về đây ở chứ tôi không bỏ nhà được. Thì tôi mới là nghĩ đến cộng đồng mạng là nó sẽ giúp cho mình được có một người vợ để về mà hữu hỷ trong chút tuổi già, chứ tôi không có biết là cái chuyện mà nó nói xấu tôi này nọ, những cái tin mà thất thiệt đó tôi không biết thiệt. Nhưng mà bây giờ thì mới là hiểu ra thì coi như là nó đã cái nhiều cái thành phần nó xấu quá, xấu đi. Nên là sau khi cái chương trình này thì mình thì cũng như là mình cũng không muốn xuất hiện trên mạng ha ông mày, và cũng như là muốn các tất cả các kênh á thì đều gỡ cái clip của ông ngoại và những cái thông tin sai sự thật. Thì bây giờ nói chung là tôi cũng yêu cầu đó, mà bây giờ cái cộng đồng mạng đó thì bây giờ yêu cầu gỡ dùm cái clip ra hết đi. Bây giờ tôi nếu mà tôi có kiếm vợ đi nữa thì tôi kiếm bằng cách nào, chứ tôi không có là yêu cầu trên cái cộng đồng mạng đó. Thì bây giờ nói chung là gỡ clip cái giùm tôi để con tôi nó bực bội quá trời bởi đất rồi. Bây giờ chú thấy ra bây giờ nói chung là con cháu tôi đây đó chú thấy rồi. Vui già con già mà chưa đó, già ở dưới tới giá gai dưới á, năm mấy chục đứa cháu, 50-60 đứa cháu thì biết ít à. Còn không tin thì nói là bỏ bê đó, bỏ trong vòng ta trong vòng 2-3 tiếng họ cái điện là về. Rồi cái cộng đồng mạng nè, ở gần gũi đây nè, nha tôi nói ở gần gũi đây nè, nha nói rồi cho chính xác đâu ra đó nha. Chứ mà nói ở gần gũi đây nè, mà nói con cháu là không biết cái mặt để đâu đồ này kia, ha xúc phạm tới tôi con cháu là không được nha. Ba tôi làm cái gì thì ổng có chịu trách nhiệm, cái đằng này sự thật ổng đi đằng này cũng con cháu không hay, mà nếu mà ba tôi kiếm được như gì bé á thì đằng này cũng ủng hộ ổng đó, chứ còn theo cái gì sau này á, bởi vì ổng cả nó đã về không ai tiếp xúc hay là không có người nào lợi, bả về đây đằng này đâu có ai chịu có đâu mà lợi tính chính như đó. Dạ rồi, cảm ơn gia đình thì cũng như là cái clip ngày hôm nay thì cũng đã đầy đủ gia đình của ông ngoại, cũng như là lên tiếng đính chính những cái câu chuyện mà những cái lời đồn và khiến cho người dân người ta nghĩ xấu gia đình mình, rồi khiến cho gia đình mình bức xúc. Thì anh em con cũng xuống đây ghi hình xong ngày hôm nay thì cũng như là coi kết thúc, không có muốn mà đậy làm cái câu chuyện này nó đi xa nữa, nó gồm gà nữa. Nên là ngày hôm nay thì cũng cảm ơn gia đình với lại ông ngoại rất là nhiều đã chia sẻ cho con. Dạ. Rồi con cũng nói sau câu sau cùng. Tôi yêu cầu bây giờ đề nghị mấy anh đang làm clip á, là mấy người dân đang lên bàn ba tôi á, gỡ xuống là trong vòng thời gian sớm nhất, để cho anh em ở đây là nó đã thẳng bức xúc lắm rồi, bức xúc rồi, lại lên 4 tin 3-4 tin mới không. Mà là những kẻ giấu mặt đó, nói chung là những kẻ giấu mặt. Bây giờ tôi bức xúc nhất là cái kẻ giấu mặt mà không nói với gia đình tôi, với ba tôi là anh em tôi. Dạ. Chứ đừng có nên mà giấu mặt mà mình nói những lời xấu gì đó. Bây giờ tôi không muốn nói cái gì á, cho số điện thoại ra mặt tôi đây là tôi mới phục. Chứ đừng có mà nói cái đó là ở đây là không chấp nhận. Ừ, cho số điện thoại. Đừng nói nó xấu một phía mà. Dám nói thì dám chịu đi. Đăng lên thì chỉ muốn nó xấu là nó xấu sao? Đâu phải tôi nói chuyện của nếu mà nói đâu phải ấy là ở đây còn liên hệ công an vô làm việc với mấy đó luôn. Thì tôi thẳng luôn đó, tôi nói thẳng luôn đó, chậm chậm một hai bữa đó, tao lên tới chậm. Đâu phải tôi muốn nó xấu mà nhân quyền mà tao muốn nó xấu đâu được. Dạ rồi, cảm ơn nhà cả nhà.